Rồi, tiếp tục các bạn mọi người cùng xem nha. Hôm nay là mình vay là chiếc của 303. Hôm nay là đang múc ở trong là có độ giới chuyện xe ben các bạn. Rồi xe ben đang chuyển rồi các bạn. Năm nay là hiện tại là toàn bộ hai chiếc chiếc của 305 các bạn. Này sớm nguyên cái đất này các bạn, không mới ủ xong xe hết luôn. Và thấy là hiện tại chắc là bộ hai máy xe cuốc các bạn. Xe cuốc thì năm nay mình ở cái này mới bay rồi. Này bay rồi các bạn. Thì cha số 714 này hình như làm cái gì rồi, hình như chỗ tháo cái dàn xới rồi các bạn. Như và trở lại thùng kéo luôn đó. Ở ngoài sau lưng là có chiếc 03 các bạn. 03 bữa nay mình đang bữa nay múc ở bên ruộng nước kinh các bạn. Thì kinh năm nay bị nước cạn rồi, năm nay mình chắc ngày mai có tháng mưa, ngày mai mình phải mình cho mọi người ngày mai có tháng mưa rồi. Hôm nay còn cạnh những chiếc của 305 và 03, chiếc màu vàng. Thêm một chiếc Kobeco Yutami. Mọi người cùng xem nha. Nha các bạn, hôm nay nó chính là Yutami SK03. Này hổng với mình cái này mới bay rồi. Này hổng mới hồi chiều mình bay á, hổng mới xe mới nó còn gặp có xe ben rất là đông á. Hồi nãy hổng mới năm trước là năm 2023 các bạn, hổng mới bay chiếc Kobe chiếc 03 các bạn. Này hổng với toàn gặp có nó toàn Kobe các bạn, Kobe màu vàng các bạn. Rồi này Kobe này của anh Dũng các bạn, Dũng hôm nay đang làm Kobe. Và múc đất này đất trồng sản luôn. Sản hôm nay hình như bỏ rồi các bạn, bỏ rồi trồng thủy sản, bỏ rồi các bạn. Hôm nay ta bỏ rồi. Rồi rồi các bạn, 05 của Hồng Phong lái các bạn, Phong lái nha. Bữa nay chúng tôi mình đang giúp hỗ trợ máy cày và xe ben các bạn. Xe ben bữa nay mình chúng tôi mọi người làm cho đất các bạn. Chết mẹ rồi cái gì vậy trời. Này chỗ căn cái cống các bạn, cái cống này chắc hình như cái ống nước các bạn nha. Rồi năm nay hổng chứ 03 này hổng mới múc đất rồi xong. Này để lát tiếp theo tầm tháng 5 ngày mai sẽ đất nữa nè. Và bữa nay xa xa thấy cái cuộc hành trình là toàn ủi các bạn. Cái cuộc hành trình nào hay thấy nó ủi nó tùm lum các bạn. Ngày hôm với mình còn mọi người phải mới bắt đầu, bà con phải mình ủi đất mọi người cùng xem á, mọi người vị trí. Này chỗ chân cái có cái ống các bạn, cái ống bữa nay mình hổng trang rõ có cái ấm á, người lắc đụng liền. Nay mình đứng hôm nay với mình chỗ toàn xe cộ không các bạn, xe cộ không mà người lắc chỉ đụng mới được. Mình
còn xe cộ không các bạn, còn máy cài, xe ben, xe công năm, xe công trình, họ lát xe đụng mới được. Năm nay mình đứng mình chỗ hướng bánh ruộng các bạn, xe có xe này lát đụng cán liền. Này thấy không, này hẩm mới cô ba hẩm nó móc nè, chỗ chăn cái đường bưng nước các bạn, này hẩm mới thằng Việt kia cô ba rồi xong các bạn. Này thấy không các bạn, thằng Việt này đang múc các bạn. Này cái gì nè các bạn nha, đây là múc nè, chỗ là chăn là cái đường đường bơm các bạn, bơm nước ruộng các bạn. Đúng rồi, chăn là chỗ cái đường bơm nước ruộng các bạn. Này hầm với mình thấy móc với cái máy này. Hôm nay mà người mình chân khách bỏ cái cây xuống các bạn, mà người thì lắc mình lát cầm. Cái này cô ba 05 ES 120 năm nay là chúng tôi mình sẵn bộ cô ba các bạn. Ngày mai mình đất đã sắp hết rồi các bạn, ngày năm nay đất đã sắp hết rồi, ngày mai giờ một tháng có tháng 5 ngày mai có sẽ đất rồi các bạn, đất này năm nay đã sắp hết rồi các bạn. Bữa nay mình chúng tôi mình tiếp theo là tháng 5 sẽ đất khô, mọi người chị chế nha. Đây mọi người cho các bạn mình coi những cô ba 05. Này là hỗ trợ máy cài, xe ben. Mọi người cho các bạn, mọi người cùng xem nha. Ngày hôm nay cái đường này hẩm thấy mới ủa rồi xong á, ngày mai tiếp tục ở cái đường bên kia. Đường bên kia này hẩm thấy được khoảng 500m các bạn. 500m. Này hẩm cái đường này. Mình họ mình đường hồi nãy chân xe nó chạy các bạn. Xe nó chạy. Này kèm chăn chỗ mọi người xe chạy các bạn. Ngày năm nay tháng miền Tây mọi người sẽ mình vay cho các bạn mọi người cô ba các bạn. Rồi máy cài chuyển rồi các bạn. Và số 714 này hình như tháo cái dàn sới rồi các bạn. Năm nay mình qua trở lại hình như cái thùng đầu kéo luôn. Thùng đầu kéo này của 4511 các bạn. Số 714 bữa nay tháo dàn sới các bạn. Này hổng trở lại là thùng kéo của 4511.
thì không thấy có độ kéo các bạn. Ngày mai có tháng 5, ngày mai có xứ đất các bạn. Năm nay tuần tới có dầm ngày tháng 3 năm Giáp Thìn. Bữa nay là thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bữa nay mình tuần tới là chúng tôi xem xét mà người ngày mai đất đã hết rồi. Rồi đang chuyển các bạn. Chưa nè, cái này hình như là trùng kéo của 4511 các bạn. Này hổng chạy trùng heo trùng kéo này các bạn. Này hổng thấy có cái trùng kéo này á. Này hổng mới cho đất hai được các bạn. Rồi xin hẹn các bạn mọi người nha. Bữa nay trong ngày mai tại năm nay tháng miền Tây, chúng tôi là chạy sở hữu những búp bê mặc bộ đồ áo dài với bồng đen cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha. Ngày mai có mùa hè tới rồi, 2024 ngày mai có mùa hè tới rồi mọi người, trong hãy nhớ tuần sau nha, hẹn gặp lại nha.